Sáng nay, 19 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và hội nghị công bố chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Cùng dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo 63 địa phương tham dự theo hình thức trực tuyến. Các ý kiến tại cuộc họp thống nhất đánh giá, thời gian qua, nhận thức và hành động về cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu. Các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện tốt phương châm cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, lấy con người là trung tâm. Cải cách đóng vai trò dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ, thúc đẩy. Theo đó đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.200 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa gần 1.100 quy định của 10 bộ và cơ quan. Các bộ đã công khai cập nhật hơn 17.800 quy định kinh doanh. Trong quý 1 năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số nghị quyết, chỉ thị với nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy triển khai. Đã cấp hơn 79,5 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, kích hoạt trên 6 triệu tài khoản VNEID và hoàn thành tích hợp 21 trên 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu. Cùng với đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ, làm sạch dữ liệu, bảo đảm đúng, đủ, sạch, sống, đã xử lý quyết liệt tình trạng sim rác. Các đại biểu cũng cho rằng, thời gian qua, tiến độ xử lý văn bản quy phạm pháp luật một số nơi còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, một số bộ chưa chỉnh phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, chưa huy động được sự tham gia tích cực của hiệp hội, doanh nghiệp, người dân trong quá trình cải cách. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại một số bộ ngành địa phương còn chưa tốt, tỷ lệ thấp. Nhiều điểm nghẽn trong đề án 06 vẫn chưa được các bộ ngành địa phương quan tâm tháo gỡ. Đặc biệt, chỉ số CPAS và chỉ số PA Index năm 2022 thấp hơn so với năm 2021. Theo các đại biểu, nguyên nhân là do công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính vẫn chưa được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục ở một số bộ, ngành, địa phương. Mặt khác, trách nhiệm trong thực thi công vụ của một số bộ phận cán bộ, công chức chưa cao. Chưa có ý thức thay đổi thói quen sử dụng văn bản điện tử thay cho văn bản giấy. Ở một số đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ, kịp thời. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số theo phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm trên, dưới, dọc, ngang, thông suốt vì lợi ích chung. Cùng với đó, các thành viên của Ban chỉ đạo tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác cải cách hành chính tại bộ ngành của mình theo kế hoạch năm 2023 của Ban chỉ đạo. Căn cứ vào kết quả chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022, chỉ số cải cách hành chính năm 2022 xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, có giải pháp khắc phục hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ cải cách hành chính, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của từng cơ quan, đơn vị. Chấm dứt cái việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan, rồi giữa các ngành, các bộ các ngành, rồi giữa trung ương với địa phương, và dứt khoát không xử lý những cái nhiệm vụ không thuộc thẩm quyền, rồi phản ứng chính sách và xử lý các thủ tục hành chính, nhất là đối với người dân và doanh nghiệp thì phải nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hơn nữa. Phiên họp thứ tư lần này, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022, PA Index 2022 của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, kết quả đánh giá năm 2022 cho thấy có 3 trên 17 đơn vị có chỉ số cải cách hành chính tăng cao hơn so với năm 2021, đó là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông. Có 14 trên 17 có giá trị PA Index năm 2022 giảm so với năm 2021. Trong đó, Bộ Ngoại giao có giá trị giảm nhiều nhất. Đối với địa phương thì Quảng Ninh trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của năm 2022. Đây là lần thứ 5 Quảng Ninh đạt ngôi vị quán quân bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. Đứng cuối bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính là tỉnh Phú Yên, và 5 năm gần đây, Phú Yên cũng khá khiêm tốn khi luôn nằm trong nhóm 5 địa phương thấp nhất cả nước. Về chỉ số hài lòng của người dân, đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022, chỉ số CPAS 2022,
Trong 63 tỉnh, thành phố, có 5 tỉnh có mức độ hài lòng của người dân cao nhất, gồm Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Bình Dương và Thanh Hóa. 5 tỉnh có mức độ hài lòng thấp nhất là Bình Thuận, Cao Bằng, Quảng Nam, Bắc Cạn và Lạng Sơn.